Chào các anh em đang xem miền Tây Sula ha. Nè, tối ngày thứ ba ngày 20 tháng 9 2022 anh em. Mình lại tiếp tục gói hàng cho mọi người nha. Trước mắt anh em là một cái ốp trần 300W của hãng MK. Giá đang bán là 800 ngàn nha anh em. 800 ngàn cộng với phí ship. Phí ship cái thùng này là 50 ngàn trở lại nha. Có thể 35 ngàn, có thể 50 ngàn. Nhưng mà mình nghĩ là 50 ngàn trở lại, không có hơn. Thì nhiều khi anh em hồi đó anh em nghe GD 300W là giá 750 phải không? Bữa nay sau này tới 800. Thì nói chung cấu hình nó khác nha anh em, với lại hãng nó khác. Cái tấm pin nó lớn nè anh em. Cái tấm pin này tấm pin 4,5 x 3,5, 22W nha. Trong giấy để 22W nhưng mà theo kinh nghiệm của mình là cái tấm này là tấm 25W nha anh em, 4,5 x 3,5. Đó, cái đèn thì đường kính là 3,2, bộ pin lưu trữ 20 mAh và led là ở đây là led 5730. Chỉ có một cái là mình có thời gian gấp quá cho nên mình chưa có đếm được là bao nhiêu con led thôi, để lát nữa sẽ cố gắng đếm nha nè. Mình chưa đếm được bao nhiêu con led tại vì những cái vòng tròn khó đếm quá, nó chia làm 5 vòng ha, 1 2 4 5 vòng led. Đó, mình bắt cho anh em xem nè. Đấy, đèn thì sáng ngon lành nha mọi người, rất là sáng ha, sáng chóa camera luôn á. Đấy thì mình đang bán là 800 ngàn bộ nha anh em. Thùng mốt shop rồi kìa, mình sẽ vô mốt thiệt là cẩn thận để gửi tới cho anh em nha. Còn ở đây thì chúng ta chỉ chưa có gói nha anh em, lát nữa mình gói sau. Nói chung là mình gói thiệt là kỹ á, tại vì cái hàng này cũng là hàng dễ vỡ nha nè. Đó thì đi kèm với đèn thì có cái một cái remote nè, bịch tắc kê ống vít nè, bịch tắc kê ống vít để bắt cái đèn nè. Còn đây là tắc kê ống vít để bắt tấm pin nha nè, ốc chuồn chuồn trong đây. Rồi dây sắt đâu, dây sắt đây, có dây sắt nè. Đó, cộng dây sạc xuống cực kỳ bự nha nè, mình không biết sao nó làm cộng dây bự luôn á. Tấm pin có hầm máy quá thì cộng dây đâu có đến nỗi bự vậy, cộng dây rất là bự luôn anh em. Còn cái này là chú Sơn ha. Mình gửi cái này chú Sơn ở Ủy ban dân phường Đông Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận. Phường Đông Hải ha, thành phố Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận. Chú Sơn lấy một cái này kèm theo cộng dây, chú có lấy theo cộng dây nè anh em. Thì cộng dây này có giá trị 50 cành ha, 50 cành. Đó, còn cộng dây của hãng này đưa thì cộng này. Rồi cộng 50 cành mình gửi chú đây. Đó thì nguyên bộ sản phẩm này là chú mua là thêm cộng dây thành 850. Phí vận chuyển mình hy vọng sẽ rẻ ha, tại vì cái hàng này nó cũng nhẹ chứ không có đến đổi nặng gì đâu. Phí vận chuyển thì mình nghĩ là nó sẽ rẻ. Anh em đam mê cứ liên hệ mình nha. Đúng ra là mình bán ốp trần của Zidane nhưng mà đợi chờ Zidane nó hơi lâu, cho nên mình đem ốp trần của MK về bán chữa cháy nha anh em. Chừng nào có Zidane thì mình bán lại bán Zidane, còn bây giờ thì chúng ta xài ốp trần MK, chất lượng cũng ngang ngửa, giá tiền cũng như nhau thôi. Còn ánh sáng nó hơi kém nhau thì mình không có so sánh được, lý do là tại vì hai hãng khác nhau, xài hai con led khác nhau cho nên chúng ta so sánh nào hơn nào khó lắm nè. Cái con led này là con led 5730, ánh sáng nó màu hơi là ngã ngã, hơi là trung tính một tí. Còn hồi đó cái con kia là con 2835. Đó, ánh sáng nó thuộc về cái hệ khác cho nên là chúng ta so sánh thì nó quả thiệt là khó nha. Đó thì nhưng mà mình nghĩ là cái con 5730 mà nhiêu đây led nè, để lát em đếm giùm cái này bao nhiêu con em. Trong giấy tờ nó không có ghi bao nhiêu led, khổ vậy đó. Nó ghi bộ pin 20 mAh, tấm pin 22W, cộng dây nó dài 5m, thấy không? Lấy thêm 5m nữa thành 10m đó. Còn con led này thì đứng đếm chắc khùng luôn. Đó, tại vì nó là hình tròn nha anh em. Đếm căng lắm, mình cũng có thử đếm rồi nhưng mà nó lâu quá này cho nên không có đếm. Cũng mấy trăm con á, cũng 300-400 con gì đó anh em. Nhiều á. Tại cái vòng lớn ngoài đây là nó nhiều led lắm. Đó, nhưng mà đếm không nổi ha. Có cách nào đếm lẹ đây để test độ sáng nha. Giờ mình cầm ra test độ sáng, em lấy cái đèn khác đếm đi. Đèn kia này còn nhiều lắm, bữa nay gửi đi cho người ta nhiều lắm, lấy lại cái đèn ra đếm đi. Còn giờ mình lấy cái đèn này mình đi test nha. Anh em nào đam mê thì liên hệ, hôm nay đặt cái ông ốp trần này quá trời quá đất luôn, người ta đòi mua quá trời nhiều cho nên mình đem về mình bán ha. Đấy, hãng MK nha mọi người. Đó, chị nào có GD thì bán GD, còn bây giờ bán đỡ MK trước ha. Đó anh em thấy không? Đó. Hàng MK thì nói chung là nó không bao giờ mà tệ đâu anh em. Đó, ánh sáng thì cũng ok thôi. Đấy. Nhưng mà hồi đó giờ mình quen bán ốp trần của CD mình bán hoài. Đó, thì giờ không có lấy đỡ MK bán luôn ha. Đó, anh em đam mê thì cứ liên hệ mình ha. Ở video sau mình sẽ công bố bao nhiêu con led, còn giờ mình chưa biết. Để lát mình bà xã mình đếm cái ha anh em. Đó, ốp trần của hãng MK 300W giá 800k ha. Phí vận chuyển rất rẻ ha, 50 ngàn đổ lại nha anh em. 50 ngàn đổ lại, không bao giờ hơn 50 ngàn được nha. Đấy. Anh em đam mê liên hệ mình. Đấy ha. Chỉ có 800 ngàn thôi nha anh em. Đèn ốp trần ha, chúng ta đem về người ta ốp ở trần nhà của chúng ta, ốp tường cũng được. Đấy. Đèn thì sáng ok ha, ánh sáng thì ở đây mình có thể chỉnh 100% hoặc 50%, tăng giảm độ sáng đồ có hết ha.
Đấy. Ở trong camera nhiều khi anh em thấy nó hơi bị chóa, khó thấy ha. Ở ngoài thì dễ thấy hơn. Đấy. Đấy. Rồi anh em đam mê cứ liên hệ mình 076 687 4311 nha. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những mặt hàng lần sau ha.